Hello, Vân chào cả nhà. Ok, hôm nay Vân trở lại với mấy anh chị em mình về cái đề tài máy nâng cơ. Chiếc máy nâng cơ nó có công dụng như thế nào và cái sự khác biệt giữa máy facial spa và galvanic spa. Có rất là nhiều bạn hỏi Vân là cái sự khác biệt giữa hai cái máy là nó như thế nào và công dụng nó ra làm sao. Thì hôm nay Vân sẽ mượn cái video này để Vân giải thích cho các bạn luôn nhé. Ok, chờ Vân một phút coi có vô không. Ok. Chào bạn Thủy Nguyễn, chào tất cả các bạn xem Facebook Live của Vân ngày hôm nay, cũng như các bạn xem lại. Hello chị Hạnh, chào bạn Nhuận Minh. Ok, rồi. Bên này mình hơi khan tiếng chút xíu. Hôm nay Vân sẽ tập trung vào cái galvanic spa nhiều hơn, nhưng mà Vân sẽ giải thích sơ về cái công dụng của hai chiếc máy, vì nhiều người nhắn tin hỏi và mỗi lần mình trả lời như vậy thì hơi đuối, cho nên mình mượn cái video này mình sẽ hướng dẫn luôn và nói về cái tầm quan trọng của nó luôn anh chị nhé. Đây là cái chiếc máy facial spa, ok, và đây là chiếc máy galvanic spa. Hai chiếc máy này cái công dụng của nó y chang như nhau, nâng cơ mặt, tái tạo lên làn da và có thể giúp được giúp làn da mình càng ngày càng trẻ, càng đẹp hơn. Vâng, chào tất cả các bạn. Các bạn có thể cho Vân biết các bạn đến từ đâu nè. Ok. Thì Vân hai cái này là công dụng y chang nhau mấy chị nhé. Khi mà mình làm xong đó là nó giúp cho nâng cơ, săn chắc, và nó giúp cho khép lỗ chân lông, nó giúp cho tái tạo làn da, làm cho làn da của mình càng ngày càng trẻ hơn, càng ngày càng khỏe hơn và càng ngày càng sáng hơn ha. Thì đó là cái công dụng của nó. Và cái sự khác biệt á là cái máy facial spa đó là nó chạy bằng cái gel khác mấy anh chị, chạy bằng cái gel khác ha. Cái gel nó gọi là conductive gel, ok, cái gel khác. Và sau đó mình sẽ có cái mask, cái mặt nạ đi sau đó. Và cái máy này thì nó lấy nhiều thời gian của mình hơn là cái máy kia ha, vì nó chạy hai cái số này rồi, số 3 và số 4, nguồn điện số 3, số 4 và sau đó thêm một cái mặt nạ nữa, cho nên nó lâu thời gian hơn. Còn cái máy galvanic spa đó thì nó sẽ đi với hai cái loại gel thôi. Chào Hồng, chào chị Diệu Đức. Đi với hai cái loại gel mấy chị, hai cái loại gel này chạy với cái nguồn điện ha, nguồn điện âm và nguồn điện dương. Gì nữa ta, vậy thôi. Dạy số 1, số 2, chạy số 1, số 2, đó là cái sự khác biệt. Và chỉ có nước Mỹ mới có máy facial spa thôi, còn các nước khác á thì là cái galvanic spa mấy chị. Trước đây đó thì cái galvanic spa cho tất cả các nước hết, mà bây giờ thì nước Mỹ ra cái facial spa nó khác chút xíu thôi. Còn cái galvanic spa thì cho tất cả các nước, nước nào cũng đang dùng galvanic spa hết, cho nên hôm nay Vân sẽ hướng dẫn về cái bộ máy galvanic spa cho tất cả anh chị em mình ha. Vì rất là nhiều bạn ở các nước có máy rồi mà chưa có biết cách dùng, trở lại ngại lên làm chung với nhau đó. Cho nên hôm nay Vân sẽ mượn cái video này, trước là Vân hướng dẫn cái cách làm, cái công dụng của nó, và sau đó Vân sẽ gửi cái video này cho những cái bạn nào mà cần ha, thì các bạn có thể nhắn cho Vân nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm ha. Vân rất là mê cái máy này mấy chị. Hôm nay mấy chị có thấy cái Vân để một cái tấm hình của chị Bích Trân ở trên Facebook của Vân à? À, thấy trên hình chị Bích Trân ha. Lúc mà một năm về trước á, Vân nhìn chị Bích Trân á là giống như là già lắm, rất là cằn cỗi, rất là lão quá ha, dùng từ lão hóa thì nó ấy hơn ha. Nhưng mà bây giờ một năm sau á, nhìn lại chị thấy khác hẳn luôn anh chị. Nhờ dược thảo ở trong nó khỏe, tự nhiên ở ngoài nó trẻ, và một phần nào là nhờ cái máy galvanic spa này nó nâng được cái cơ mặt và nó tái tạo lại cái làn da của chị, cho nên chị càng ngày càng trẻ ra anh chị, càng ngày càng trẻ. Và Vân nhìn mà Vân hết hồn luôn á chị, thấy thấy rõ ràng luôn. Ok, trước hết Vân dùng cái nước giữ ẩm nha, để xịt cho cái da mình nó có độ ẩm. Tay mình phải ướt ha. Trước khi mà chạy máy đó, mà muốn có công dụng cao đó là mình phải rửa cái mặt mình cho thật sạch.
với cái máy Lumix Spa. Một là Lumix Spa, hai là cái Cleanse & Tone á chị. Hai cái này nó đều có cái chống lão hóa trong này hết. À, thường thì Vân hơi tham lam chút xíu, Vân dùng cái này xong Vân đánh xíu chút xíu cái này, vì cái này nó cũng giúp cho giảm nếp nhăn, giảm nếp nhăn và săn chắc. Vân làm thêm chút xíu nữa cho nên cái da của mình nó săn chắc hơn nữa. Ok, à, bữa nay Vân sẽ lại chạy cái Lumix Spa, cái kẹo mình spa. Vân rửa mặt bằng cái này ha. Vân hay nói là chiếc máy rửa mặt siêu thông minh á, chỉ cần có 2 phút thôi nó giúp cho rất là sạch cái da. Bạn Hoa hỏi, Hoa Thanh hỏi là cái máy gel của Galvanic Spa có dùng được cho facial spa hay không? Câu trả lời là Vân khuyên là cái máy nào nên dùng cái gel đó thì cái kết quả nó cao hơn bạn nhé. Vân không có khuyên là các bạn dùng lộn hay là dùng gel khác. Có câu hỏi này rất là hay, có nhiều người hỏi Vân lắm luôn á. Nó là cái gel này có thể dùng cho cái máy kia hay không? Câu trả lời là không mấy chị, thậm chí là cái máy. Câu trả lời là Vân không khuyên mấy chị làm cái đó nha, vì cái công dụng nó không có như ý muốn của mình nha. Và cái even cái máy rửa mặt này cũng vậy ha. Có một số bạn hỏi là mình mua máy rồi mình hết gel rồi mình có thể xài cái gel khác được không? Vân không khuyên là được. Vì sao? Vì cái gel này nó đặc biệt là nó làm cho cái máy này, và có cái công dụng chống lão hóa trong này mấy anh chị. Cho nên khi mà mình xài đó là mình sẽ thấy được cái sự khác biệt ngay tức khắc liền. Vì Vân cũng đã từng thí nghiệm thử coi. Chỉ là cái sữa rửa mặt của công ty luôn nha mấy chị. Vì mình biết là đồ công ty là đồ không có quá chất trong đó đó, đồ tốt á. Cho nên là mình lấy thử cái máy này, mình đánh thử cái gel của công ty, gel khác nha. Thì cái kết quả, cái công dụng nó không bằng. Nó không có bằng, nó không phải như ý muốn của mình mấy chị. Hi Linda, hi chị Mỹ. Chị Mỹ đang còn ở Việt Nam đúng không? Ok. Cho nên là mấy anh chị mình nên xài cái gel nào nó đúng, đúng cái gel đó nha. Ok, Vân thích cái máy này nữa, nó rất là công dụng. Vì nó có 2 phút thôi mà nó có thể giúp mình có một làn da rất là xinh, rất là mịn màng. Ai đang sở hữu cái máy rửa mặt siêu thông minh này, các bạn có thể bấm như Vân số 1 nha. Ai đang sở hữu cái máy rửa mặt siêu thông minh có thể bấm như Vân số 1. Giờ các bạn có thể cho Vân biết cái cảm nghĩ của các bạn khi mà các bạn xài cái này không? Cái cảm giác mà khi mà mình xài nó buổi tối đó. Cái buổi sáng á, cái da mình nó săn cứng nhắc à. Khi mà sáng mình mở mắt ra đó, mình ngủ dậy mình mở mắt ra, mình thích rờ cái mặt của mình á. Rất là thích rờ cái mặt của mình vì nó cứng nhắc, nó như mặt baby vậy đó. Ok. Và cái này nó không mất thời gian mấy chị. Chỉ có 2 phút thôi, khi mà mình tắm á, mình có thể làm trong cái shower của mình á, trong cái vòng tắm của mình luôn được nha. Nó không có vô nước, các bạn có thể quăng ở đâu cũng được hết. Linda mê lắm. Nó giúp em được gì vì Linda? Các bạn có cái máy này, các bạn 2 phút rất là nhanh đúng không? Xong rồi đó, chạy xong rồi. Các bạn có thể cho Vân biết cái cảm nhận của các bạn từ cái máy này không? Từ cái chiếc máy rửa mặt siêu thông minh. Ok. Chào bạn Như Nguyễn. Ok, xong rồi thì mình sẽ rửa mặt cho thiệt là lau mặt cho thiệt là sạch ha, hoặc là mình có thể rửa trước khi mình chạy máy. Thường thì Vân hay dùng thêm cái này nè, rất là lợi hại mấy chị. Mình chỉ làm đánh sơ cho các bạn thấy thôi nha. Không có phải là phải làm, nhưng mà vì cái này á, Vân thích cái là nó giúp cho những cái nếp nhăn của mình á, giúp căng những cái nếp nhăn ra. Cho nên Vân thích làm nhẹ, làm sơ nó thôi. Sau khi rửa cái mặt á, Vân đi sơ cái này một cái ha, không có cần phải nhiều. Bạn Hoa Thanh nói dùng Lumix Spa được 4 tháng rồi, da của em rất mịn màng. Em đã giúp đỡ được 5
năm ông chồng á em, năm cái gì đó vẫn không hiểu, càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Ok, cả nhà đều vui vẻ, chắc năm người bên chồng á. Ok, mình đẹp rồi á, mình có thể giúp được nhiều người đẹp nữa ha, vừa giúp người mà vừa có tiền nữa, tại sao không đó. Thì Vân đánh sơ chút xíu thì nó sẽ giúp cho cái da mình nó càng căng càng săn hơn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ lau cho thiệt khô. Ok, chị My Nguyễn ở đâu chút xíu có em nhắn tin cho chị nhé, chút xíu em inbox cho chị. Ok, mình có thể lau cho thiệt là sạch cái gel, cái nước rửa mặt này ha. Thích cái rửa mặt, hai cái rửa mặt này vì nó có cái công nghệ chống lão hóa trong đó đó. Thì khi nó có công nghệ chống lão hóa đó, thì các bạn mình làm mình ngăn chặn được cái nguồn lão hóa trên da của mình đó, thì kết quả của nó rất là tuyệt vời. Ok, rồi bây giờ Vân hôm nay Vân sẽ chạy cái máy Galvanic Spa anh chị nhé. Galvanic Spa cho tất cả các thị trường ngoài thị trường Mỹ thôi. Mình công ty mình có 54 nước trên thế giới rồi. Ok. Và nó có hai loại gel. Một loại đó là cho retreated, một loại là treated. Retreat có nghĩa là các bạn cái này nó gọi là nguồn điện âm ha. Nó chạy nguồn điện âm. Thì cái nguồn điện âm này đó là mình bấm số 1 thì nó sẽ đưa cái gel đi sâu xuống ba lòng, ba layer của mặt mình á, xuống sâu lỗ chân lông. Thì cái nguồn điện dương này nó sẽ hút những cái gì dơ dưới lỗ chân lông mình ra mấy chị. Giống như nó là cái cục 500 gì đó, nó hút nó đi rất là sâu xuống dưới, nó hút những chất dơ, chất bẩn, chất dầu, chất bụi bặm ở phía dưới lỗ chân lông. Và đặc biệt là những bạn nào mà xài phấn nhiều đó, mà trong phấn nó có chất chì á, thì nó rất là làm da mình rất là dễ hư luôn. Cho nên thì đây mình sẽ đi xuống và mình hút hết tất cả những cái gì cần lấy ra ha, những cái gì dơ cần lấy ra, và nó giúp khép cái lỗ chân lông của mình lại, tái tạo lại cái làn da của mình. Mình sẽ thoa đều lên hết ha, bạn Nguyễn Lân Anh nói dùng thích lắm. Bạn đang dùng cái máy nào bạn, máy nâng cơ hay máy rửa mặt? Bạn nào đang có máy nâng cơ có thể bấm giùm Vân số 2 ha. Các bạn đang coi, các bạn đang có máy nâng cơ hay máy rửa mặt? Các bạn làm cái gì cho mặt á, các bạn sẽ làm sơ cho cổ luôn nha, vì cái cổ mình họ có thể đón tuổi bằng cái cổ của mình ha. Bạn Trúc có bấm số 2 có nghĩa là có máy nâng cơ. Bạn Trúc có thể cho Vân biết là, cho Vân với các bạn biết là máy nâng cơ bạn có kết quả như thế nào không, xài có kết quả như thế nào. Mình bắt đầu số 1 các bạn nhé. Các bạn nghe tiếng beep có nghĩa là nó chạy ha, và mỗi 10 giây thì nó sẽ nghe tiếng beep 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 mỗi 10 giây ha. Thì mình sẽ đi 45 độ thì nó sẽ nâng được cái cơ mặt của mình cao lên. Ok, nâng được cái cơ mặt mình cao lên. Và nó chạy bằng nguồn điện mấy anh chị nhá, chạy bằng điện ha. Và nhớ là cái máy này cho tất cả các thị trường, trừ thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường châu Á, thị trường châu Úc, trừ thị trường châu Mỹ ra thôi. Và cái máy này nó rất là lợi hại, đặc biệt là cho những người mà da đã bị lão hóa rồi đó, bị nhăn, bị lão hóa, bị chảy xệ rồi đó. Ôi, nó khác biệt dữ lắm luôn đó. Mình thấy mình có nhiều người khách á, da cằn cỗi, da lão hóa, giống như các bạn thấy cái hình của Vân đăng, hình của chị Bích Trân một năm về trước đó, thì các bạn thấy cái sự khác biệt của chị dễ sợ không? Chị cũng dùng hai cái sản phẩm này mấy anh chị, bắt đầu bằng dược thảo, chị bệnh rất là nhiều luôn, giờ chị dùng dược thảo xong chị thấy khỏe xong rồi bắt đầu dùng cái sản phẩm phía ngoài da, thì cái da của chị cải thiện rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Hồi đó Vân có một cái bọc mỡ rất là sâu mà Vân đánh nó riết rồi nó tan hồi nào không hay luôn, nếp nhăn ha. Khi mà các bạn đánh á, có nhiều lúc mình không có canh được thời giờ á, thì Vân làm ha, cái mà Vân làm là Vân đánh 45 độ đi lên ha. 45 độ đi lên thì Vân đi một lần
một bên là 3 lần, xong rồi Vân chuyển tay qua bên kia, nâng cái cơ mắt nè, nâng cái cơ mắt ha, đưa nó lên. Giờ mình sẽ chuyển tay ha. Đó, hồi nãy bên đây Vân đi 3 lần, bên đây đi 3 lần. Và nếu mà các bạn nào mà có nọng á, có cái nọng ở dưới này ha, thì thường á, nếu mà có nọng á, là Vân đánh thêm một chút xíu nữa. Nếu mà có cái nọng ở dưới đây hoặc là nhăn nheo nhiều ở dưới này ha, mình sẽ đánh thêm số 1 một lần nữa. Thì mình sẽ lấy được cái nếp nhăn ở dưới đây và những cái bọc mỡ, những cái mỡ thừa ở dưới cổ của mình, ở dưới cái nếp chảy xệ này. Chỗ nào mình cần nó biến mất khỏi mặt mình thì mình sẽ tập trung nó nhiều hơn chút xíu nữa anh chị nhé. Bạn Trúc nói cái máy rửa mặt Lumi Spa cũng rất thích luôn. Trúc có thể chia sẻ cái máy rửa mặt Lumi Spa em thích như thế nào em? Nó làm cho cái da em lợi lạc như thế nào? Hello chị Nga. Ok. So, mình Vân á, thì hồi đó mình có cái nọng ở đây và cái chảy xệ ở đây. Nhưng mà khi mà mình tập trung mình đánh một thời gian thì nó sẽ mất. Nó sẽ mất cái đó và mình bị nhăn ở cổ nữa nha. Hồi đó da của Vân rất là xấu, mấy chị nám cực kỳ nhiều luôn. Nám mà đang lùi à. Như là vì ở trong của mình sức khỏe không có tốt á. Cái ngoài cái da của mình nó không có tốt, nó không có khỏe. Cho nên nó làm cho mình cằn cỗi lắm. Bị lão quá, bị cằn cỗi rất là dễ luôn. Okay. Hello Thúy. Đó, mình sẽ đánh sơ chừng mỗi một lần như vậy đó. Mỗi lần các bạn chạy như vậy thì khoảng cỡ 5 phút ha. 5 phút, nhưng mà Vân chỉ đánh khoảng cỡ thêm 1-2 phút nữa ở phía dưới đây ha. Cái cổ của mình ha. Ok, những cái chảy xệ của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ lau sơ cái gel thứ nhất ha. Hai chị Hạnh. Ok. Cái này thì mình lau mà mình không cần phải lau 100% thiệt là sạch, 75% cũng ok. Ok, rồi bây giờ Vân sẽ đi cái gel thứ nhì ha. Gel thứ nhì giống như Vân nói đó, nó là treated gel ha. Treated gel là cái gel treatment của da. Đây là cái gel nó sẽ hút, nó sẽ giúp cho hút tất cả những cái gì dơ dưới lòng mặt của mình và nó tái tạo lên làn da nè. Nó làm treatment là trị liệu cho da ha. Thì các bạn thoa cho nó đều hết rồi các bạn hả? Các bạn hãy chạy máy, hãy mở máy ha. Có một cái mẹo nữa đó là nếu mà các bạn muốn nguồn điện này nó chạy nhanh đó thì các bạn nên uống nước trước khi mà mình làm facial nha. Chạy mạnh á thì mình uống nước trước khi mình làm. Ok. Rồi mình thoa đều hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ chạy máy số 2 với anh chị nhé. Số 2. 1, 2. Số 2 mình nhìn ngược vô là số giống như số 5. Ok, nhớ là cái tay của mình phải ướt nha. Để nó mới dẫn điện được từ cái này ha. Nó mới dẫn điện được ha. Các bạn nghe bíp ha. Để bắt đầu nó work ha. Mình cũng chạy 45 độ đi lên. Nhớ là mình phải chạy 45 độ kéo lên thì mình đi thiệt là nhẹ xuống thôi ha. Và nhớ các bạn biết không, cái máy này nó giúp cho tái tạo lại làn da, cho nên là tại sao hồi đó làn da của mình nó đen thui à. Mà khi mình chạy cái này một thời gian á, tự nhiên cái làn da mình nó thay đổi. Giống như là cái máu huyết ở dưới làn da nó thay đổi hay sao á, mà nó giúp cho cái da mình nó sáng ra. Nó sáng ra hơn nữa, nó trắng hơn, nó sáng ra và nó mịn hơn. Nó giúp khép lỗ chân lông lại và nó giúp cho cái da mình càng ngày càng trẻ trẻ hơn nữa. Okay. Chúc nói máy Lumi Spa rửa mặt xong thấy da rất là sạch, thích sờ nó lắm.
tại nó láng. Mỗi lần mà chị dùng xong á, đặc biệt là buổi tối đó, xong mà chị ngủ một giấc cái sáng ra chị thích gờ hai cái má của mình đó, vì nó căng cứng nhắc à, nó căng mà nó mịn mà nó săn giống như là cái da của em bé vậy đó, đã lắm. Thích thích cái cảm giác mà rờ nó cứng nhắc vậy. Ok, mình đi 3 lần xong rồi mình sẽ đi lại bên kia. Thấy sáng cái da, thấy da mình càng ngày càng sáng ra mấy chị, và nó cũng giúp được cho hỗ trợ cho những người bị mụn nè, bị nám rất là nhiều nha. Hồi bữa Vân có qua bên châu Âu á, Vân thấy một bạn á là bị mụn mụn rất là to luôn, mụn mà bọc nước á, đầu như cái đầu ngón tay vậy đó, mà bị nhiều lắm, bị rất là nhiều. Và bạn bạn dùng cái bộ mụn cộng thêm cái máy Galvanic Spa này đó, mà trong vòng bạn nói là khoảng 2 tháng thì là thấy là mụn nó khô hết, và nó khoảng cỡ 75% giảm mấy chị. Thì lúc mà Vân gặp bạn đó là mặt của bạn không còn mụn nữa, rất là hay luôn. Bản thân Vân cũng vậy, có nhiều lúc đó là cái ngày phụ nữ của mình đó là bắt đầu nó sắp tới, là bắt đầu mình cảm nhận được là mụn nó sắp xì ra đúng không, thì Vân lấy cái máy này Vân chạy chạy một vòng cái sáng là nó xẹp hết rồi, nó không có xì ra. Còn trước đây ha, thôi nó xì ra nó mới lú lên là mình bắt đầu mình bóc, mình gãi, mình nặng, mình khui nó làm cho nó có thẹo luôn mới chịu á. Ok, xong rồi ha, chạy xíu cho cái cổ xíu ha, đi cái cổ chút xíu. Có bạn nào thích mình vừa trẻ vừa đẹp không? Có bạn nào thích mình trẻ hơn tuổi của mình không? Bạn nào thích mình trẻ hơn tuổi của mình, các bạn có thể bấm giùm Vân số 3 cho Vân biết là có bao nhiêu bạn phụ nữ của mình ha, bao nhiêu bạn thích mình trẻ hơn tuổi của mình. Bấm giùm Vân số 3 nè, có ai giống Vân không, thích mình trẻ hơn tuổi của mình. Bấm số 3 ha. Má màu trắng chạy sao Vân hả? Má màu trắng hả? Em có hầu như là cái bài nào của em cũng nói về má màu trắng đó chị, gọi là facial spa. Em có nhiều bài nói về má màu trắng đó, hầu như mỗi tối thứ sáu tụi em đều làm đẹp cho nhau đó, là nói về má màu trắng không. Thì mấy bữa nay thì có nhiều bạn hỏi về cái má Galvanic Spa đó, cho nên là em chạy cái máy Galvanic Spa hôm nay để cho các bạn ở các nước châu Á, châu Âu, châu Úc có thể xem cái cách chạy máy Galvanic Spa của em á, để cho họ biết cái cách xài đó. Ok. Ủa không lẽ có một bạn thích làm đẹp là chị Hạnh thôi hả? Còn mấy bạn khác không có thích làm đẹp, không thích mình trẻ hơn tuổi hả ta? Bạn không thích mình trẻ hơn tuổi hả ta? Bạn nào thích mình trẻ hơn tuổi bấm số 3 giùm Vân nha. Ok, cái gel này mình sẽ lau cho thật là sạch ha, thật là sạch. Nếu mình làm một mình thì mình sẽ đi rửa cho thật là sạch. Okay. Cảm ơn bạn Trúc. Mình sẽ lấy thật là sạch cái gel ra khỏi mặt mình nhé, trước khi mình xài cái dưỡng. Có một số bạn nói hỏi đó là tại sao mà mình xài cái máy Lumispa mà cái da mình bị khô. Thật ra đó các bạn, cái máy Lumispa nó không có phải là kem dưỡng hay là tái tạo da nha các bạn nhớ nha. Cái máy Lumispa là cái chức năng nó là chỉ có rửa cho thật sạch cái da của mình, nó mịn, nó săn hơn nữa ha, nó mịn, nó láng, nó săn hơn thôi, chứ không phải là nó giúp cho cái trị liệu cho da. Cho nên cái da mình cần phải có những cái kem dưỡng da anh chị nhé, những cái kem dưỡng da thì nó mới giúp cho cái da mình càng ngày càng đẹp được, phải phối hợp với nhau nhé,
chứ không phải là chạy. Bữa nay có một bạn hỏi Vân chứ, chị ơi cho em hỏi là cái máy Lumen Spa tại sao mà em chạy được lần thứ hai lần thứ ba em cảm thấy cái da em nó khô khô. Thì Vân nói đúng rồi, là vì nó là rửa mặt thôi chứ nó không phải là dưỡng. Các bạn rửa xong rồi các bạn phải dưỡng chứ, dưỡng thì cái da của mình nó mới mềm mại được lâu dài chứ, đúng không? Cho nên là Vân khuyên là các bạn nên có kem dưỡng ngày, kem dưỡng đêm nha, đừng có ra ngoài dưới cái mặt trần trụi không có kem chống nắng nha. Mỗi mỗi ban ngày thì phải có kem chống nắng và ban đêm phải có kem dưỡng đêm nha. Và nếu mình có serum nữa thì càng tốt, còn nếu không có thì phải có cái moisturizer á, cái giữ ẩm ban đêm nha. Ok, so bây giờ Vân lau cho thật sạch rồi ha. Thì bây giờ cái mà Vân không thể thiếu đó là giọt nước thần mấy chị. Cái mà Vân hay nói là giọt nước thần. Một em xíu xíu nhỏ nhỏ đây thôi mà nó rất là có vỏ nha. À, nếu mà mình có thể xài nó một ngày 2 viên đó thì Vân bảo đảm cái da của các bạn nó khó mà già lắm, nó khó mà bị lão quá lắm. Mình chỉ cần nhắc cái đầu cho mình tháp ha, mình tháp tháp đều hết trơn trong cái da của mình ha, cho nó đều hết rồi mình mới massage nha. Có một số bạn mình thấy là chỉ có quẹt quẹt xong thì nó uổng quá, nó cũng thẩm thấu, nó cũng thấu vậy nhưng mà nó uổng, vì cái này nó cho phép mình massage để săn, tái tạo lại sự đàn hồi của da, mà nó có thể giúp mình săn hơn nữa nếu phối hợp với cái massage nhé. Ok, sau nếu mình làm đúng thì kết quả nó tuyệt vời hơn nhiều. Mình tháp cho nó đều hết ha, xong rồi mình massage ha. Nhưng mà nếu các bạn mà tài chính không cho phép á, mà các bạn có cái máy không á thì các bạn cũng cũng có thể dùng cái kem dưỡng thường thôi, nó không có là bao nhiêu hết. Trong công ty nó có rất là nhiều sản phẩm vừa cho túi tiền của từng người một đó các bạn, chứ không phải là cái này, phải phải là như thế này nhé. Có nhiều cái sản phẩm mà vừa túi tiền của mọi người, cho nên là nếu mà tài chính không cho phép thì mình có những cái sản phẩm khác ha. Ok, sau bây giờ Vân tháp đều hết rồi ha, bây giờ Vân massage nè. Như các bạn biết đó là mình massage hay là làm bất cứ cái gì động tác trên cái mặt của mình, rửa mặt cũng vậy ha, chạy máy cũng vậy, phải 45 độ đi lên nhá, cái nhẹ xuống và 45 độ đi lên thì nó mới săn được cái cơ mặt của mình ha. Không, các bạn đưa cái cơ mặt lên nè, cổ cũng vậy ha, cổ cũng vậy. Mình đưa cái cơ mặt lên á thì nó sẽ săn theo cái bàn tay uốn éo của mình á. Còn nếu mà các bạn mà cứ đừng bây giờ như vậy nha. À, có nhiều bạn rửa mặt á cứ như vậy nè, cái da này mình sẽ bị đùng á. Các bạn ơi cẩn thận nha, even chạy cái máy này cũng vậy nha. Đừng, Vân không có khuyên là các bạn xoáy 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 nha. Kinh nghiệm Vân làm facial cũng khá là lâu mấy chị, Vân làm trong ngành đẹp cũng 15 năm. Trước khi Vân thấy cái dòng sản phẩm này là Vân cũng đã từng làm đẹp 15 năm rồi. Cho nên là Vân biết được cái cách massage và biết được là nếu như mà các bạn mà chỉ cần dùng tay thôi, rửa nước thôi mà các bạn dùng 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 nhồi 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 cái da của mình á thì cái da của mình nó cũng thê thảm nữa, không chi mình có kem dưỡng trên da mà mình đặc biệt là cái serum, mà nếu mà như cái serum mà Vân đang chạy như vậy nè, nó sẽ giúp cho các bạn tái tạo lại sự đàn hồi của da và nó giúp cho các bạn nâng được cái cơ mặt lên đó, hỗ trợ được nâng cái cơ mặt á, mà các bạn nhồi 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 cái da dễ thì không khéo cái da mình nó bị chảy xệ nữa nha. Hoặc là khi mình đánh máy cũng vậy, các bạn đánh máy các bạn cũng phải là nâng 45 độ đi lên chứ không phải là các bạn cầm cái máy các bạn muốn quơ đâu, bắt các bạn quơ nha. À, rồi rồi lại nói là tại sao cái máy nó không có kết quả, vì mình không có chạy cho đúng cách thì tìm sao có kết quả mấy chị. Cho nên mình có sản phẩm tốt trong tay đó mà nó phải cần phải phối hợp với cái cách làm nữa thì mình mới ra được cái kết quả mỹ mãn. Tại sao có nhiều người xài rất là có kết quả mà tại sao mình xài không có kết quả, thì mình phải nhìn lại là mình đang xài như thế nào và cái cách xài mình ra làm sao mà nó không có kết quả như vậy, thì mình sẽ sửa lại với các bạn nhé, vì Vân biết là cái này nó rất là có kết quả luôn. Okay. Hồi đó Vân có những nếp nhăn ở dấu chân chim ở đây, bọc mỡ ở đây rất là sâu, và khi mình làm như thế này nữa ha, mình dùng cái bàn tay của mình là bàn ủi, mình kéo lên đi nhẹ xuống, kéo mạnh lên thì những cái nếp nhăn đó nó đi, hồi nào không hay, nó dọn nhà nào không hay luôn. Khi mình nhìn lại đó mình thấy oh wow, thật sự nó work, bạn thấy ha. Đây cũng vậy ha, ở đây mình kéo lên
mắt cũng vậy, cơ mắt nè, các bạn kéo lên chân giữa xong các bạn kéo thẳng lên luôn, thì nó sẽ nâng được cái cơ mắt mình lên, thì nó sẽ không làm cho mắt mình bị sập xuống. Và giống như Vân nói, ôi, xin lỗi, sorry, đụng cái dây charge. Cái cơ mắt của mình á, nếu mà mình bị càng lớn tuổi thì cái mắt của mình nó bị lão quá, nó bị lão quá ha. Ok, cái dây sạc pin gần hết pin. Ok, thì khi mà nó bị lão quá thì nó sụp xuống và nó bắt đầu nếp nhăn. Những nếp nhăn mình sẽ có ha, những nếp nhăn mình sẽ bắt đầu nó hiện lên dấu chân chim. Ok, thì khi mà mình dùng những cái sản phẩm này á, nó có cái công nghệ chống lão hóa, thì nó giúp cho chống lại cái ngăn chặn được cái tiến trình lão hóa của da, và nó làm chậm đi tiến trình lão hóa của da, và còn hơn thế nữa là nó giúp tái tạo lại sự đàn hồi của da, nó giúp trở ngược lại cái tuổi thanh xuân của mình mấy anh chị. Và Vân đã chứng minh được điều đó rồi. Vân cũng có những cái tấm hình trước và sau mà như các bạn đã thấy rồi. Hôm nay là Vân để một cái tấm hình của một người bạn ở châu Âu lên, và mấy chị thấy cái kết quả rõ ràng không? Ok, so đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà Vân rất là tâm đắc, và đây là một cái máy dưỡng da rất là tuyệt vời mấy chị. Nhưng mà một số người nói là mình không biết là mình xài cái gì cho thích hợp với da. Thật sự ra cái này nó gọi là Age-Lock Me, có nghĩa là Me có nghĩa là mình, đúng không? Là mình. Age-Lock là chống lão hóa, làm cho làn da của từng người một mấy chị, nó rất là thích hợp cho da của từng người một. Và nó làm hết trong này nữa ha, tất cả các serum nó được trộn hết trong ba cái cục này. Ok, và trong đây nó có một cái dưỡng đêm và một cái dưỡng ngày. Nếu mình ban ngày thì mình chỉ cần bấm ban ngày thì nó ra serum và dưỡng ngày, và ban đêm thì mình chỉ bấm serum và dưỡng đêm. Hoặc là mình có thể set up một ngày hai lần là nó tự động nó nhá đèn để nó nhắc nhở mình mấy chị. Và sau đó mình chỉ cần đặt cái tay mình vô thôi. Ok, hoặc là mình có thể bấm ha, anh chị thấy cái đèn nó nhá ha, cái đèn nó nhá nè ha, mình chỉ cần để cái tay mình vào, nó ra đúng một giọt cho cái mặt của mình, cái mặt và cái cổ của mình ha, đúng một giọt. Thì cái serum này nó giúp cho cái da của mình nó không có cằn cỗi, và cái moisturizer đó thì nó giúp cho cái da của mình nó đầy đủ cái độ ẩm trong da, nó không có làm cho mình khô. Tại vì nếu như cái da khô đó thì các bạn rất là dễ bị già, bị cằn cỗi, bị lão hóa. Cho nên nếu mà cái da mình nó không có khô thì chắc chắn là cái da mình lúc nào cũng tươi, cũng fresh hết. Cũng như cái bông vậy mấy chị, nếu mà mình thiếu nước thì sao? Thì mình sẽ bị cằn cỗi đúng không? Mình sẽ bị cái bông nó sẽ bị khô héo. Còn nếu như mà mình đầy đủ nước thì sao? Cái bông nó sẽ rất là tươi. Da của mình cũng vậy, nếu như thứ nhất là mình uống nước đầy đủ, thứ nhì là mình cho cái độ ẩm đầy đủ trong da thì nó sẽ không có cằn mấy chị, nó sẽ rất là tươi sáng ha. Lúc nào cũng giống như là mình tỉnh chứ mà không phải là mệt mỏi uể oải. Cũng vậy ha, cái cách mà xa cũng vậy, mình kéo là 45 độ, 45 độ anh chị nhé. Ok, và nhớ là đưa lên, không có kéo xuống nhé. Cổ kéo ra. Ok, hai chị thủy rồi, mấy chị thấy nó vẫn tiếp tục nó nhá ha, vì là ban đêm cho nên là nó sẽ ra cho vòng một cái dưỡng đêm nữa. Đúng một giọt ha. Thì cũng vậy mấy anh chị, đây là cái dưỡng đêm ha, cho nên là mình sẽ tap cho đều hết. Và cái này Vân sẽ không có massage nhiều, Vân tap cho đều massage một chút thôi. Và cái cổ ha, cái cổ thì khi mình làm giống như mình seal nó lại, những gì nãy giờ mình làm đó, bây giờ mình seal nó lại ha, mình cover nó lại. Và thường đó là cái này nó ra hơi nhiều ha, thì Vân sẽ dùng cái tay của mình như vậy nè ha, để Vân massage. Thì khi Vân dùng cái tay massage đó thì cái tay của mình nó cũng lợi lạc được kem nữa mấy chị nhé. Vì sao? Vì mình bị lão quá chỗ này luôn nè.
Anh chị thấy không, khi mà mình lớn tuổi đó là cái da của mình á, chỗ này bị lão hóa nhanh nhất nè. Mình sẽ thấy được gân nó nổi lên, thấy được nếp nhăn ở đây nó sẽ bắt đầu nó trùng lại, da của mình nó trùng lại. Thì khi mình làm như thế này thì mình sẽ lợi lạc cho cái bàn tay của mình luôn. À, một công hai ba việc ha. Đó, thế là xong. Và cái mà vẫn thích cái máy này đó là mấy anh chị ơi, không khí nó không có vô đây được, không có vô đây được, cho nên là mình không có bị oxy quá. Ví dụ như những cái hũ sản phẩm mà hũ kem nhỏ 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 nè, các bạn xài đó các bạn phải mở nắp ra đúng không? Khi các bạn mở nắp ra thì các bạn phải đút cái tay vô để mình lấy sản phẩm ra, để mình chấm, mình quẹt đúng không? Mình thoa cái mặt của mình. Thì khi một quá là mình mở ra đó thì không khí nó vô thì sao? Nó rất là dễ bị oxy hóa. Và khi khi không khí nó vô đó, nó bị thứ nhất là bị oxy hóa, thứ nhì là cái tay của mình á, dưới đầu ngón tay mình rất là dễ bị vi khuẩn nằm ở dưới đó, thì cái tay của mình nó không sạch thì nó bốc vô cái kem đó, thì cái kem nó sẽ không có tốt giống như mình mong muốn á chị. À, còn hơn thế nữa đó là khi mà một cái công ty nào đó nó ra một cái sản phẩm nào đó bằng hũ á, là nó để nhiều chất bảo quản trong đó, rất là nhiều chất bảo quản để nó giữ được lâu. Tại vì nó đâu có ra một hũ để nó bán cho mình đâu, mà nó ra mỗi lần nó ra vậy là nó ra rất là nhiều, hàng trăm hàng ngàn hũ như vậy đó, để nó phân phối hết tất cả các siêu thị hay là các mall, các chỗ phân phối hàng để bán ra cho mình. Thì nó bỏ bảo quản nhiều như vậy và nó bắt đầu nó phân phối ra mall hay là những cái shop này kia, thì trong shop đó, trong mall đó họ cũng phải để dành họ bán. Thì cái thời gian của từ ngày sản phẩm ra đời từ công ty cho tới khi mà sản phẩm tới tay người tiêu dùng thì trung bình cũng phải là 1 năm mấy chị, nhanh nhất cũng là 6 tháng hoặc 1 năm hoặc 2 năm trời, cái bảo quản nó tới 2 năm, 2 năm hơn lận. Cho nên khi đó đó thì cái công dụng của nó không có tuyệt vời, còn tuyệt vời giống như mà mình mong muốn nữa rồi đúng không? Nhưng mà cái này nó khác một cái đó là họ làm liền ngay tức khắc mấy chị, họ làm liền cho mình, cho từng làn da một. Ví dụ như các bạn có làn da bị nám nè, làn da bị mụn nè, làn da bị lão hóa, làn da bị nhăn, thì các bạn sẽ điền một cái đơn ở trong cái điện thoại của mình, nó có một cái đơn, thì các bạn điền vô là ồ, da của Vân hồi đó bị nám rất là nhiều. Da của Vân bị nám, da của Vân bị nhăn hai bên đây, bị nám nhiều ha, thì nó sẽ cho mình cái đơn là nám bao nhiêu, nhăn bao nhiêu, và mình điền exactly mấy chị, mình điền y chang như cái nhu cầu của da của mình vậy đó. Thì khi mình điền y chang như vậy thì mình mới gửi lên công ty, thì công ty nó mới bắt đầu làm cái sản phẩm cho cái làn da của mình, và họ gửi về cho mình để mình trị liệu cho cái da của mình mấy chị, rất là tuyệt vời. Và không có chất bảo quản trong đó, không có chất bảo quản trong đó, mình xài đúng 1 tháng nó sẽ hết. Và nếu như mà mình cái da của mình á, mình điền xong rồi mà nó không thấy hợp á, không thấy thích hợp cho da mình, thì mình sẽ gọi lên công ty, ồ cái này nó không thích hợp cho cái da của tôi, thì công ty nó lập tức nó làm một cái khác để gửi về cho mình, để mình bắt đầu mình xài cho tới khi cái cốt đó mình chịu được, mình chịu cái da mình nó chịu thì mới ngưng mấy chị. Đó là cái tuyệt vời của công ty này. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn mà mua những cái sản phẩm này thẳng vô công ty đó, thì các bạn một lý do nào đó mà các bạn không thích á, thì các bạn có công ty có bảo đảm, mấy chị có bảo hành và các bạn có quyền trả hàng. Đại khái là mình không có mất cái gì hết, mình chỉ có lời thôi, lời là lời cái đẹp của mình nè. Nếu như mình đẹp á thì mình có thể kiếm tiền từ cái sản phẩm này nữa, tuyệt vời không các anh chị? Cho nên đó là cái chia sẻ của Vân mấy chị, Galvanic Spa hôm nay ha, cho các thị trường khác. Và nhớ là Galvanic Spa and Facial Spa, hai cái công dụng kết quả nó ra y chang như nhau, chỉ có một cái là nó hơi khác cách làm chút xíu, hơi khác cái treo chút xíu thôi. Cho nên thị trường nào mình sẽ xài sản phẩm thị trường đó, để cho nó đừng có lộn xộn. Và nếu các bạn mà xài khác máy đó thì cái treo nó cũng hơi khó mà mua đúng không? Ok mấy anh chị, nếu mà các anh chị mà có bất cứ câu hỏi gì, anh chị cũng có thể nhắn cho Vân ha, hoặc là anh chị mà muốn sở hữu một cái chiếc máy này, anh chị cũng có thể nhắn cho Vân, Vân sẽ hướng dẫn anh chị mua thẳng vô công ty luôn, khỏi cần qua ai hết. Hoặc là ai đó mà chia sẻ cái video này thì các bạn cũng có thể hỏi họ cái cách để mua sản phẩm nhé. Và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã cùng đồng hành với Vân mỗi cái Facebook Live. Và Vân hẹn gặp mấy anh chị vào một cái video kỳ sau nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.